lúc mọi người à, hôm nay em giới thiệu với mọi người về cái cây này, cây trầu bò sữa mà còn hay gọi là cây trầu bà cẩm thạch ấy mọi người. Thì em sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách chăm sóc này cũng như là một số mẹo để mình có thể chăm sóc được cái cây này đó. Thì với cái chiếc lá xinh xẻo dễ thương dễ nuôi dễ trồng như thế này ấy, thì cây trầu bà này thì được các loại kiểng lá và rất là nhiều người yêu thích và ưa chuộng. Ngoài cái hình dáng đẹp mắt thì cây trầu bà sữa này ấy, còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy may mắn này đó. Thì hãy cùng cây đời có thể tìm hiểu về cây trầu bà sữa, cách trồng, cách chăm sóc này nhé mọi người ơi. Thì cây trầu bà sữa này á, thì thuộc họ tiêu và lá của nó màu xanh đậm, hình trái tim gợn sóng với những chiếc lá trầu, như là những chiếc lá trầu với mọi người. Đấy, cây của nó thì có hoa màu trắng này, nở vào mùa xuân và mùa hè. Và cây trầu bà sữa này thích hợp để mình trang trí ở trong nhà, văn phòng, ban công hay là sân vườn đó. Về tác dụng này, ý nghĩa phong thủy á, thì cây trầu bà sữa này ấy, là một loại cây cảnh mà rất là phổ biến trong cái ngôi nhà của những gia đình ở Việt Nam rồi. Và nó có hình dáng rất là đẹp này, xanh mướt này đó, hoa trắng thơm và quả mọng hấp dẫn lắm mọi người ơi đó. Cây trầu bà sữa này thì không chỉ đẹp cho cái không gian sống mà còn có tác dụng như vào trong những cái ý nghĩa phong thủy. Thì theo quan niệm phong thủy thì cây trầu bà sữa này có thể hút được nhiều tài lộc này, may mắn cho bà, bình an cho gia chủ nhá. Cây cũng có thể thanh lọc không khí và giảm stress, là giảm căng thẳng cho mọi người, và nó có thể tạo ra cái năng lượng cảm giác rất là thoải mái cho xung quanh, cho những người xung quanh của mình đấy mọi người. Và cây trầu bà sữa này biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở và phát triển trong cuộc sống đó. Để tận dụng tối đa các cái tác dụng và ý nghĩa phong thủy của cây trầu bà sữa này thì các bạn cần phải chú ý một số cái vị trí và hướng cách chăm sóc của cây nhé. Dưới đây sẽ là một số cái ý nghĩa, một số cái lưu ý quan trọng cho mọi người. Thứ nhất là về vị trí đặt hướng cây nhé. Thì cây này thì bạn nên đặt ở những nơi mà có ánh sáng tự nhiên này, thoáng mát và khô ráo. Ở những vị trí tốt nhất là ban công, cửa sổ, phòng khách hoặc là phòng làm việc, là những cái vị trí mà các bạn có thể để. Bạn không nên đặt cây ở những nơi mà âm u này, ẩm ướt và có những cái thiết bị điện tử nhá. Về hướng thì các bạn nên đặt cái cây này ở hướng đông và tây nam để hợp với cả ngũ hành mộc với mọi người. Những hướng này có thể mang lại sự tài lộc này, may mắn này và có thể thuận hòa trong cái gia đình của mình. Và bạn không nên đặt ở hướng bắc hay là hướng đông bắc vì cây có thể xung khắc với ngũ hành thủy và kim đó. Về cách chăm sóc thì bạn nên tưới cho cây trầu bà này mỗi ngày vào buổi sáng hoặc là buổi chiều trong đất khi mà chậu đã khô rồi. Bạn không nên tưới quá nhiều và cây có thể bị héo và bị úng nước nha mọi người. Vì cây thì cũng chỉ cần đủ lượng nước thôi mọi người. Nếu mà tưới nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt. Và nếu mà mình không tưới để cho cây nó khô đi, bị đất khô, nó cũng sẽ không tốt. Nên là mình tưới vừa đủ với lượng nước mà cây cần thôi. Ở đất là cây có thể hút được chất dinh dưỡng rồi đó. Và các bạn nên bón phân cho cây mỗi tháng một lần để kích thích cho cây nó ra hoa này, ra quả nhé mọi người. Bạn không nên để cây nó bị sâu hay là bị rụng lá và có thể ảnh hưởng đến cái phong thủy của mình đó. Thì cây trầu bà sữa là một loại cây cảnh rất là đẹp và ý nghĩa rồi, và rất là nhiều người yêu thích và chọn đặt, và nó có thể chăm sóc cây. Bạn có thể sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực này, và cho cái cuộc sống của mình nó thanh thản hơn, và nó rất là thoải mái, dễ dàng và nó thư giãn đấy mọi người. Cây trầu bà sữa này là một loại cây cảnh đẹp và có thể trồng trong chậu, trong vườn, tạo nên cho cái không gian của mình xanh mát này, thơm này đó. Và cây trầu bà sữa này có tác dụng là thanh lọc không khí, giảm stress và tăng năng lượng cho người trồng. Để trồng được cái cây trầu bà sữa này, nếu mà mình tự trồng ở nhà mà không phải là
mình đi mua như thế này ấy, thì mình sẽ mách cho các bạn một số loại để mình có thể trồng ở trong nhà nhé. Thì thứ nhất là về hạt giống của cây trầu bà sữa thì và chậu và các vị trí để trong cái ngôi vườn nuôi nhà của mình hoặc là đất trồng phải phù hợp này, đủ ẩm và thoát nước tốt, và phân bón hữu cơ hoặc là phân bón hóa học này, về nước tưới này, về kéo dao hoặc là các cái kéo để cắt cành này, và găng tay bảo vệ nhé. Sau khi mà có cái đồi, sau khi mà mình có đầy đủ các nguyên liệu để mình có thể trồng cây rồi thì mình sẽ bắt đầu trồng cây trầu bà sữa này theo các bước sau. Bước 1 là mình sẽ chọn hạt giống và sẽ và cành để cây trầu bà sữa này trồng vào một cách tốt nhất nhá. Đó, hoặc là thứ hai là mình sẽ trồng ở trong chậu hoặc là trồng ở vị trí trong cái khu vườn của mình. Đó, thứ ba là mình sẽ chọn cây hạt giống và cây và cành cây á. Thứ tư là chăm sóc cây trầu bà sữa thì các bạn nên tưới nước cho cây thường xuyên nhưng mà không quá nhiều, không sẽ bị cây sẽ dễ bị úng nước nha. Tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều, hoặc là mình sẽ tránh những cái buổi như ví dụ như là buổi trưa hay là buổi mà quá là nhiều nắng gắt thì mình không nên tưới nhá. Mình sẽ tưới vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tầm 5-6 giờ chiều ấy mọi người. Và phân bón cho cây một tháng mà một lần để cho cây có thể dùng các cái phân như là phân gà, phân bò hay là các loại phân NPK đó mọi người, phân hữu cơ ấy. Và cắt tỉa cho cây, cho các cành lá và như kiểu lá già khô hoặc là các cái lá mà bị sâu bệnh ấy thì mình sẽ cắt bỏ đi để cho cây có thể khỏe mạnh hơn và đẹp hơn nhá. Các bạn nên đeo găng tay và khi chăm sóc cây bởi vì cây có thể sẽ bị hỏng ấy mọi người. Đó. Và sau những cái bước đó thì sẽ khoảng 3 tháng trồng thì cây có thể sẽ bắt đầu ra hoa và màu hoa của nó màu trắng, nó rất là thơm. Cây của mình thì chưa có hoa đâu mọi người. Để chăm sóc cây trầu bà sữa tốt thì các bạn phải lưu ý những cái điểm sau nhá. Thứ nhất là về ánh sáng thì cây trầu bà sữa này thích hợp với ánh sáng mờ, không chịu được những cái ánh nắng trực tiếp, và bạn nên đặt ở cây này những cái ánh sáng tự nhiên như là cửa sổ ban công hay là gần đèn nhé. Cây sẽ không đủ ánh sáng thì cây sẽ bị mất máu và không phát triển tốt được đó. Thứ hai là về nhiệt độ thì cây trầu bà sữa này có thể sống ở những cái nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C, và bạn nên tránh những nơi mà quá lạnh hay là quá nóng nhé, gần như là điều hòa hay là máy sưởi hay là lò vi sóng. Về độ ẩm thì cây trầu bà sữa này cần cái độ ẩm cao để có thể sinh trưởng, thì các bạn nên phun sương cho lá cây mỗi ngày hoặc là đặt cây ở gần những nơi mà có gần nguồn nước như là bồn rửa chén này, bồn tắm ấy. Đó, để cho cây có thể tăng được độ ẩm cho cái gốc cây đó. Tưới nước thì cây trầu bà sữa này thì cũng không cần phải tưới nhiều nước và không cần phải tưới thường xuyên đâu, chỉ cần duy trì cái độ ẩm đất này, và bạn nên tưới khoảng 1 đến 2 lần một tuần, nó tưới đẫm vào đó. Và cũng không nên tưới quá nhiều nước vì cái tưới nhiều nước quá thì sẽ gây ra bị úng rễ và bị thối nhá. Và về tỉa cành hay là mình chọn những cái lá mà bị hỏng đó mọi người, thì cây trầu bà sữa này có thể mọc rất là nhiều và dài rộng rạp nên là mình phải tỉa bớt cho cây có thể phát triển đều nhá và có thể khỏe mạnh hơn đó. Và các bạn nên trồng cái đất mà phù hợp với cả cây này. Và về cái phòng trị bệnh cho cây ấy, cây trầu bà sữa này thì rất là ít khi bị bệnh, bị hại nhá mọi người. Và những vấn đề mà cây hay gặp phải đó là bị vàng lá này. Vàng lá thứ nhất là do bị thiếu ánh sáng hoặc là tưới quá nhiều nước thì sẽ gây ra việc vàng lá đi.
thứ hai là cây lá nó bị héo này, là do thiếu nước hoặc là bị sâu rệp. Thì các bạn nên tăng cường tưới nước và có thể kiểm tra cái độ có cây có bị sâu hay không đó, và dùng diệt sâu để mà mình xử lý. Thứ ba đó là nó mà bị thối thân ấy, là do mình tưới quá nhiều nước hoặc là cây bị nấm. Bạn có thể giảm lượng tưới và dùng các thuốc diệt nấm để cho cây phòng ngừa nhé. Thì cây đầu bạc sứa này là một loài cây cảnh mà đơn giản nhưng lại rất đẹp và rất là dễ nuôi rồi. Thì các bạn cần chú ý một số cái điều cơ bản về cách trồng và cách chăm sóc thôi. Thì các bạn có thể có một cái cây trầu bạc sữa xinh đẹp và khỏe mạnh như thế này, thì nó sẽ không chỉ làm tăng cái vẻ đẹp cho cái căn phòng của mình, mà nó có thể mang lại sự may mắn, tài lộc, và nó có thể giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn và thư giãn hơn đấy mọi người. Đó, thì đó là một số cái thông tin về cách trồng, cách chăm sóc và ý nghĩa của cây trầu bạc sữa này mà mình chia sẻ. Thì mong là cái một số thông tin mà mình chia sẻ thì sẽ giúp ích cho mọi người về cách chăm sóc cho cây và cây có thể phù hợp với cả mình hay không đó. Thì mọi người có liên hệ, có cần mua cây thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline mà mình để ở trên tường và có địa chỉ ở trên đấy luôn, mà mọi người có thể gọi cho mình nhé. Mình sẽ tư vấn cho mọi người và có rất là nhiều quà và rất là nhiều ưu đãi cho mọi người nè mọi người ơi. Đó, thì mình xin kết thúc clip tại đây. Thì mong là mọi người có thể hiểu biết hơn về một số loại cây mà nó phù hợp với mình nhé.